Hello friends, welcome back to HIT English Center. How are you today? I hope all of you are okay. Wish you a nice day. In the last lesson, we've got to know some specifications of passive, that special passive, impersonal. And in the lesson today, I'm going to give you some further information and cases or personal passive. Hope you enjoy the lesson. Xin chào các bạn. Và với bài video ngày hôm trước, chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về những đặc điểm cơ bản của impersonal passive. Và bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về những đặc điểm sâu hơn, rộng hơn của impersonal passive, cũng như là khi mà đề cho những thì khác nhau thì nó có gì thay đổi hay không. Thì chúng ta tập trung vào đây. Và các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là một cái ví dụ của những cách chuyển cơ bản mà chúng ta đã thấy được rất là quen thuộc từ video ngày hôm trước. Thì đây, thì có một cái ví dụ là people believe that Tom live in Australia. Sorry. Ở đây ban đầu thầy sẽ cho lại cái trường hợp hôm trước chúng ta đã học qua nha. Tom lives in Australia. Và tương tự thầy sẽ có những cách chuyển. Thứ nhất là it's believed that. Thì ở đây vẫn là is, vì ảnh hưởng của động từ dạng simple present của vế thứ nhất. Believed, chúng ta chuyển sang quá khứ phần từ bình thường. Và mệnh đề đó phía sau chúng ta không có thay đổi gì cả. Các bạn nhé. Và cách thứ hai mới là cái mà chúng ta cần phải chú ý. Các bạn thấy, khi mà chủ từ của vế thứ hai được chuyển sang đầu câu thì là Tom is believed to live in Australia. Ở đây thầy sẽ quy ước này, đây là viết tắt của chữ Australia các bạn nha. Và như vậy chúng ta thấy cách này thì cũng không có gì xa lạ, không chứ cô học rồi. Nhưng cái mới hôm nay là thầy sẽ đặt tình huống cho các bạn. Ví dụ như đây thầy sẽ chuyển động từ này sang một cái thì quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành hoặc quá khứ hoàn thành. Thì ở đây nó còn to và infinitive hay là không, hay sẽ thay đổi như thế nào, các bạn chú ý nha. Ở đây, bây giờ thầy sẽ ở dưới là cái câu mẫu mà đề chính nó sẽ đổi sang một thì khác. Các bạn tập trung vào đây nha. Đây, thầy sẽ viết là delete, nó được đổi sang id các bạn nha. Và lúc này thì cách thứ nhất cũng không có gì thay đổi hết nha. Thứ nhất là cái vế đầu này chúng ta cũng giữ nguyên là như vậy các bạn nha. Và đó là believe that Tom, được chưa? Ở đây chúng ta vẫn là quá khứ, bởi vì câu người ta đã cho là quá khứ rồi, nha. Rồi, vậy sao? Không có gì thay đổi hết. Cái thành phần còn lại cũng nguyên, các bạn nhé. Rồi bên này nó sẽ có sự thay đổi một chút xíu. Chúng ta vẫn có là Tom is believe. Các bạn đừng có đặt câu hỏi lại là vì sao ở đây là is. Ở đây là is, trong khi ở đây đã được chuyển sang quá khứ rồi. Thì nhắc lại một lượt nữa để các bạn nắm thật kỹ nha, là cái to be này của vế thứ nhất này nha, là nó chịu sự ảnh hưởng từ động từ của vế đầu tiên hiện tại, cho nên to be nó vẫn là hiện tại các bạn nha. Và phía sau này sẽ bắt đầu có sự thay đổi ở đây, nó vẫn có là to. Tuy nhiên khi các bạn thấy là đây là quá khứ thì sẽ có sự thay đổi như thế này, thêm vào chữ học nha. Và lúc này động từ lived, động từ chính này sẽ được chuyển sang dạng quá khứ phần từ các bạn nha. Đây id rồi thì chúng ta cứ giữ nguyên ha. Đây in Australia, đấy, không có gì thay đổi cả các bạn nhé. Và vấn đề là chỗ cụm này to have lived, động từ ở đây là dạng past participle. Tức là một số bạn trong trường phổ thông hay gọi là động từ thêm ed hoặc là cột thứ ba của bất quy tắc các bạn nha. Đấy, thì mẫu to cộng với have và past participle này sẽ áp dụng cho quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành luôn. Được chưa? Rồi, đến đây thì có những bạn sẽ hỏi là thế thì mấy cái thì hoàn thành tiếp diễn thì sao? Hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Thì những dạng này
là cao hơn một chút xíu nữa. Do vậy chúng ta sẽ được tìm hiểu kế tiếp trong bài học hôm sau, trong video hôm sau. Còn đối với những bạn mà đang thắc mắc là sao không thấy thầy đề cập tới thị tương lai, thế thì thị tương lai đối với tương lai đơn chúng ta vận chuyển là theo mẫu một, tức là giống như hiện tại đó. Và nha, đồng ý, nó không có gì thay đổi. Rồi, đối với đặc điểm mà chúng ta đang tìm hiểu của bài hôm nay, thầy hy vọng là các bạn đã nắm được cách chuyển của một số thị đối với dạng impersonal passive. Và nhé. Rồi, và trong đoạn video kế tiếp hôm sau, thầy sẽ giới thiệu cho các bạn về cách chuyển của những thị còn lại. Nha, những thị còn lại. Và đồng thời thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một số bài tập các bạn thực hành nắm được những cách chuyển cơ bản như này. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu phân tích thử đề nha, xem impersonal passive nó sẽ xuất hiện trong đề thi và kiểm tra như thế nào. Thì thầy cũng xin nói trước cho các bạn biết là impersonal passive này cũng rất là phổ biến và nó xuất hiện trong hầu hết các dạng đề kiểm tra, có cả trắc nghiệm, có cả tự luận, có cả trong bài kỹ năng reading, kỹ năng writing đều có hết các bạn nhé. Và video kế tiếp các bạn sẽ được thầy hướng dẫn kỹ hơn về cách để làm sao chúng ta phát hiện được câu đó trong cái đề thi, trong đề kiểm tra là impersonal passive này rất là quan trọng nha. Và video kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu phần này. Và đối với bài hôm nay thì tóm lại thì các bạn chỉ có học thêm được một cấu trúc ở cái cụm này thôi các bạn nha, một cấu trúc ở đây thôi nha. Và chúng ta sẽ có là to cộng have và cộng với quá khứ phân tử cho những thị quá khứ đơn hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành. Ok, rồi. Chúc các bạn học tốt và trong đoạn video sau chúng ta sẽ gặp lại. Ok, wish you a nice day, wish you good life, good study, goodbye and see you.